Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển coin từ ví MetaMask sang cái ví Sapan. Thì đây là cái ví MetaMask. Tôi đang sử dụng mạng lưới Binance Smart Chain BEP20. Và tôi sẽ chuyển 0.039 BNB từ MetaMask sang cái ví Sapan. Rồi bây giờ tôi sẽ vào cái ví Sapan. Đó. Tôi sẽ lấy địa chỉ BLB BEP20. Tôi sẽ sao chép cái địa chỉ này. Trở lại ví MetaMask, tôi chọn vào BNB. Chọn vào gửi. Và tôi sẽ dán cái địa chỉ vừa copy vào đây. Chọn tiếp theo. Tôi sẽ chọn tất cả. Chọn tiếp theo. Phí ga 0.00011 BLB. Rồi, tôi chọn gửi. Quý vị có thể chờ khoảng độ 1 phút đến 3 phút. Đó, trở lại cái ví Sapan. Quý vị sẽ thấy BNB đã được hiển thị. Ok chưa? 0.039 BNB. Rất chỉ là nhanh, chỉ khoảng độ 30 giây thôi. Rồi, tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay, bổ ích, quý vị hãy like, đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.